đừng lo thị trường giảm giá mà các bạn hãy tập trung vào những cổ phiếu mà mọi người rất là thèm mua trong giai đoạn vừa qua bắt đầu nó quay trở lại những trạng thái và dạ, có những cái vùng mua đẹp hơn so với lại cái giai đoạn mà giờ dạ. mọi người không mua được khi nó giờ dạ, khi nó tăng rất là nóng từ cái nền giá bật lên khoảng 25 đến 30%. Ok. Rồi, à, như vậy là một cái phiên giao dịch nó bây dạ, giờ nó gần như nó không cho nhà đầu tư vui được trong cái ngày nghỉ lễ. Ok các bạn nhớ ngày hôm qua á là hầu như là gì có một cái trạng thái là nó rút chân từ 1 một và ngày hôm nay thì các bạn thấy trên màn hình này nha nó giảm lại 22 điểm và tương ứng là 1.86 phần à, trăm và ngày hôm nay thật sự cái động thái ngày hôm nay giảm các bạn các bạn thấy nè là đến từ cái việc khối ngoại bán rồng quá rác các bạn 987 tỷ gần như 1.000 tỷ trong ngày hôm nay được nước ngoài bán rồng bản thân thấy ngày hôm nay thật sự là giờ mình có bắt đầu mua thêm và mình nhắc với mọi người trong group vip những cái câu chuyện mọi người cơ cấu trong giai đoạn vừa qua chúng ta đi khoảng 30 đến 50 phần trăm vị thế nhưng thật sự nha những lúc mà cả một cái thị trường mà đã đồng loạt giảm như thế này các bạn ạ thì chúng ta giờ là bởi vì lúc này các bạn ạ cái cơ hội và rủi ro nó sẽ nhìn lại rất là nhiều như thế này rủi ro với người này sẽ là cái cơ hội của người khác. Nó phải thường xuyên diễn ra trên thị trường và yên tâm đi nó sẽ có rất là nhiều cái luồng dư luận lúc này là giờ có người bán cắt lỗ, có người mua mới, có người bắt đầu thèm thù muốn mua, có người vừa bán xong sẽ quay trở lại hoặc là có người không dám mua luôn các bạn ạ. Thì không biết là những mọi người sẽ nằm trong cái phân khúc nào. Còn bản chất thật sự nha, đối với mình trong giai đoạn hiện tại mình thấy là sau một cái cú tăng mạnh của thị trường đặc biệt là từ cái vùng đấy các bạn nè sau mỗi giai đoạn nó liên tục xuất hiện ra những cái pha giờ pha rung đất như thế này các bạn nha các bạn nhìn lại nè không một cái trạng thái tăng giá nào mà nó lại thiếu đi những cái cú điều chỉnh hoặc là giảm mạnh đây đây các bạn nè những cái cú ví dụ như từ năm 2020 đúng không ạ đây Uh, ví dụ như là tháng ba ngày 31 mươi các bạn nào ba tháng 3 nó tăng lên một mạch rồi sau đó nó giảm rồi nó lại tăng quá và những lúc nó giảm mà nó sẽ làm cho người ta mệt mỏi chán nản quên đi tức giận bản thân thậm chí muốn xa rời thị trường nhưng mà trên thị trường này nó có một cái câu thần chú mình nhắc với mọi người luôn an tâm là chỉ cần khi thị trường nó xanh trở lại một cây thôi là mọi người quên hết trơn và quay trở lại trạng thái đua lệnh và vậy nó lại liên tục diễn ra không tin á mọi người nhìn nhận đi ha từ cái năm 2021 các bạn ạ nó giả một lèo xuống mà năm 2021 là một cái năm nó hội tụ rất là nhiều cái điều xấu mà nhưng mà thị trường nó lại tăng đúng không đó và đến thời điểm hiện tại các bạn thấy không ví dụ là nó giảm mấy cây sau đó nó tăng lại và tăng lại rất là nhanh các bạn nha ví dụ như thời điểm này nè đạp về đường EMA 100 tạm chí đạp về đường EMA 50 ngày liên tục đúng bạn ạ rồi nó lại tăng lên và nó lại giờ nó làm cho nhà đầu tư chỉ cần hai ba phiên 4 phiên 5 phiên thôi các bạn là nó lấy lại những cái khoản giờ à, tăng gấp mười mấy phần trăm 15 đến 20 phần trăm có những cổ phiếu như vậy và hiện tại nó cũng đang giống một bức tranh như vậy các bạn nha nó giảm mạnh á, thì cái quá trình giờ nó tăng lên được sâu à, nó cũng sẽ kéo lên lại nhanh và nó hồi phục nó đang hồi các bạn ạ à. thì các bạn chú ý nha yên tâm ở lúc này thì mình bảo đảm mình nói thì mọi người sẽ khó tin nhưng mà mọi người nhắm mắt lại đúng không nhìn lại quá khứ là các bạn sẽ thấy được cái bức tranh này không có gì mà nó giảm mãi và đợt vừa rồi mình có nói với mọi người rồi không thể nào mà nó tăng mãi như vậy được đúng không ạ và rõ ràng có những cái cú đánh như vậy thì người ta mới cướp được hàng của nhỏ lẻ thôi ha ngược lại bản thân mình thấy á nhiều cổ phiếu nó lại test ở lại những vùng giá thì đó lại là cơ hội chứ không phải là rủi ro với quan điểm góc nhìn của mình ok còn ở trên một cái bình diện về sử dụng kỹ thuật nha tại vì mình vừa là dân kỹ thuật nhưng mà đến góc độ mà khi mà xảy ra những cú hoảng loạn các bạn thì chúng ta hãy nên dùng một cái đầu của những nhà đầu tư thì nó sẽ hay hơn là những người phân tích kỹ thuật yên tâm để phân tích kỹ thuật thì lúc này mình sẽ phân tích cho bạn nè à, với quan điểm của mình nha hiện tại Vinet nó test test trở lại nhưng mà cái cú bán ngày hôm nay thật sự nó không có đi kèm volume các bạn ạ à. thì cũng chả là nó nói lên được gì cả nhiều khi các bạn yên tâm đi nhiều khi à, ngày qua ngày thứ sáu rồi hoặc là thứ hai rồi sao ạ nó rút một cây tại vì có những phiên à, nó đạp sàn rồi nó kéo lại tím trần rồi cũng có những lúc các bạn nó mới kéo tím trần ngày hôm qua thôi rồi ngày hôm sau nó nằm sàn là bình thường các bạn nó chỉ là một cái tích tắc nhưng mà làm ơn nhà đầu tư á, cố gắng chúng ta nhìn nhận được cái bức tranh lớn các bạn ạ. À. Cái bức tranh lớn lúc này bây giờ trên phương diện về kỹ thuật nha, mình đang nói về con số cụ thể nào Là lúc này nếu mà chúng ta nhìn nhận nó đang test trở lại những vùng hỗ trợ rất là đẹp, đúng không ạ? À, ví dụ như bây giờ là như thế này các bạn ạ. À. Ở đây thì chúng ta có thể một cái đường EMA 100 ngày và đường EMA 200 thì rõ ràng cái vùng giá đâu đó là 1176. Nếu trường hợp nó đạp thêm khoảng 10 đến 15 điểm nữa thật sự các bạn à thì nó lại là vào cái vùng hỗ trợ rất là đẹp luôn đó là trên khung ngày, trên khung tuần vn lúc này các bạn thì nó đang nằm ở đường ma 200 tuần mà khi đường ma 200 tuần nó xuất hiện các bạn nó xấu lắm đi chăng nữa nha thì bây giờ ví dụ như là 1190 các bạn nó đi khoảng mình nghĩ là khoảng 2 30 điểm chỉ cần một cây nến nữa thôi thì đâu đó mà một cây nến đó các bạn nhiều khi có những cổ phiếu nó sẽ không giảm nữa các bạn nha mà nó lại tăng lên thì các bạn lưu ý và bây giờ các bạn nên tập trung vào những cái cổ phiếu nếu mà trường hợp mọi người là một cái dân đầu tư á, thì lúc này lại là cơ hội chứ không phải là mọi người lúc này mọi người xa rời chán nản thị trường mà những cái lúc mà nó tăng quá hưng hưng phấn á tăng nóng rồi đánh full mặt rồi đánh trên này nó quá kinh khủng thì lúc đó các bạn mới sợ các bạn lưu ý chỗ này các bạn nha mình thấy á, đa phần cái này là mọi người nói tới đâu mọi người sẽ thấm và nhỏ giọt dần tới đó nè đa phần lên trên đây thì chúng ta thấy sóng thần không ạ, à? sóng nước rút rồi nghe quá nhiều nhưng mà về là những bút như này mọi người không nhìn nhận đó là cơ hội mọi người lại đứng ngoài quan sát mọi người lại sợ hãi thì mình thấy đó không phải là đầu tư các bạn à, giống như trong giai đoạn vừa qua thật sự những lúc đó, nó quá khó phân tích thì mình nói với mọi người là thật sự mình không biết phân tích cái đoạn này luôn nè cho nên đánh rất là nhỏ giọt 30 đến 50 phần trăm là cao tay các bạn mà mình chia rãi vì thế là nhưng nếu trường hợp bản chất nó giảm mạnh như thế này nha là bán sạch những cổ phiếu yếu và cơ cấu qua những con mạnh nhất cho mình ha và mình trong video này mình sẽ cập nhật phân tích cho mọi người những cổ phiếu nào mạnh nhất những cái top ngành nào hiện tại đó. các bạn nên lưu ý ok rồi à, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh youtube của thái mọi người đừng quên là nhớ nha mọi người ơi bấm cho thái một nút like thả tim video này và mọi người chưa đăng ký thì bật cái nút đăng ký bấm qua chu minh cạnh để khi thấy ngôn làm video ra mọi người sẽ theo dõi được đầu tiên ok à, trên phương diện về kỹ thuật các bạn đó mà ở dưới này nó đang nằm lại những cái đường hỗ trợ rồi và bạch tuộc nó cũng đang có những giai đoạn siết chặt các bạn thường sau những giai đoạn siết chặt thì nó có những cái cú búng lên trở lại à, với quan điểm của mình đó bạn à, thì nó lại làm mở ra cơ hội và ngày hôm nay mình bắt đầu mình nâng vị thế của mình lên và mình có chia sẻ những anh chị trong đúc phím những cái điểm mua mọi người giờ bắt đầu mở rộng tha, mua thêm cho mình tại vì trên vùng cao nó quá khó mua các bạn nhưng mà về lại những vùng hỗ trợ này á, thì mình sẽ giờ mua theo cái dạng hoảng loạn bây giờ đừng có nói là sẽ có rất là nhiều nhà đầu tư bây giờ sẽ hô sập thậm chí sẽ không còn tin hoặc là giờ là chán nản hoặc thậm chí những cái nhà đầu tư ở đây sẽ người ta sẽ mua rất là nhiều chúng ta sẽ không biết được bản chất ở bên trong lòng thị trường nha nhưng đối với mình là một cái nhà đầu tư á thì mình nhìn nhận đây lại là cơ hội cho nên mình gom còn những anh chị nào thật sự đánh full mặt xin đánh quá nhiều trên này á thì rõ ràng mọi người phải cố gắng làm sao mọi người kiểm soát tâm lý tốt trong những cái trận đánh để sau này mọi người đỡ bị văng ra khỏi tàu ha còn bây giờ lúc này ai cũng ở giờ trạng thái là ở ngoài đảo và ai cũng buồn nữa không ai không buồn bà. ngay cả bản thân mình mua mình cũng buồn mà mình lỗn nhưng mà thật ra nhờ mình có phương án mà mình chấp nhận và mình đang nhìn cái bức tranh các bạn đây mình đang nhìn bức tranh mà nếu mà trường hợp thị trường tích cực á nó sẽ còn tăng về lại ít nhất bèo bèo là ngàn tư các bạn mà mình thấy là cái đỉnh cũ nó sẽ chinh phục trong cái giai đoạn năm nay các bạn nha thì đó là góc nhìn của mình không có gì là xấu cả và không có gì là tốt mãi các bạn và nó sẽ liên tục vận động như vậy ok à, về biến động thị trường ngày hôm nay thì rõ ràng là giờ nó bán volume có khoảng là đâu đó 860 triệu 860 triệu cổ phiếu nha và cái tổng giá trị ngày hôm nay có 19.000 tỷ và các bạn thấy không ạ à? trong giai đoạn vừa qua dòng tiền nó vào thị trường rất là lớn có những phiên là ba mươi mấy ngàn tỷ và và tiền nó vẫn nằm ở trong này một cục như thế này nó chưa chạy đi đâu đâu thật sự luôn chẳng qua là giai đoạn này là cái giai đoạn nó phải thường xuyên diễn ra trong thị trường à các bạn nhìn lại đi trong một cái sóng tăng không thể nào mà nó không có cái những cái đoạn giảm các bạn ok ví dụ nha đây là sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 và khi mà nó kết thúc sóng 4 này nha nó tạo lấy xong các bạn nó tăng lên trở lại nha thì mọi người đều đã phần là một người mua rất là mạnh luôn mình tin vì sao vì nhà đầu tư trong cái thị trường này lại có một cái giai đoạn là giờ người ta thường bị quên rất là nhanh bạn thường bị quên rất là nhanh yên tâm nha Ok rồi có một cái điều là ngày hôm nay nó bị bán cũng khá là rác và mình nghĩ là giờ à, thật sự nó cũng <laughs> chua à, Tuy nhiên thì rõ ràng đó là cái cục diện của trận đấu thôi ha bị bán vào cuối phiên và bị bán vào ATC Tết lại đấy Ok nó sẽ hình thành đây một cái cụm mình nghĩ nó sẽ tạo ra một cái cụm nến chỗ này giống như cái phiên dầu tháng 8 2023 mọi người ạ ha. Rồi sau đó nó lại rút chân và mình mình tin là giờ cái cú mà rút chân lần này nó sẽ vượt đỉnh luôn ha. Đối với quan điểm góc nhìn của mình dĩ nhiên mỗi người bây giờ có một cái quan điểm khác nhau các bạn Có những nhà đầu tư người ta sẽ trù, người ta sẽ mong về lại 1 ngàn như này luôn các bạn Hoặc là 8, 900 các bạn Hoặc là thậm chí bây giờ cho nên là giờ Nhưng mà mình nhìn ở góc nhìn của mình Mình chia sẻ quan điểm để mọi người tham khảo và theo dõi thị trường ok ha rồi với quan điểm này thì mình đã nâng vị thế mình lên và mình trải gom dần tiếp tục nếu mà Và bây giờ nha Thị trường nó sẽ đang đi tìm bây giờ Nó đang đi tìm cái sự cân bằng Và cái sự cân bằng trong giờ uh, Trong phân tích kỹ thuật thì nó gần như nó đi Vì các bạn học um, học vật lý Thì các bạn biết rồi, hoặc là toán học á Thì một phần hai đoạn đường tức là về sau một đoạn đường tăng giá mạnh nha nó sẽ test trở lại 1 phần 2 hoặc là hoặc là đôi khi là 1 phần 3 thôi mà. Thì rõ ràng lúc này nó đang test qua cái ngữ 1 phần 3 và đang về là cái ngữ 1 phần 2 rồi nha thì nó sẽ là sớm muộn nó sẽ cân bằng và thật sự để đoán được cái con số chính xác cụ thể nó cân bằng thật sự rất là khó và không nên làm điều đó. Đối với quan điểm cục diện của mình thì mình lại chia vị thế ra mình gom nó sẽ đẹp hơn. Ok. Rồi. À về đúng bản chất về ấy, ấy các bạn thì các bạn những nhà đầu tư mà đánh theo kỹ thuật, đánh theo sóng các bạn nha thì các bạn sẽ chờ những cái pha và tạo phiên hồi phục một là cái phiên mà thật sự lúc đó nha thị trường nó tăng ít nhất các bạn theo quan điểm của mình nó phải tăng từ 1 đến 2 phần trăm phần trăm đó lên với khối lượng lúc này nó phải lớn hơn 920 triệu cổ phiếu hoặc là chính hoặc là một, tỷ cổ phiếu thì nó sẽ rất là đẹp và cái mức độ lan tỏa dòng tiền nó sẽ đẹp hơn và nó tạo ra một cái giờ cái tín hiệu là phiên hồi phục một sau đó nó đánh theo lộ trình là phiên bùng nổ theo đà sau đó khoảng 3 khoảng 4 đến 7 phiên sau cái phiên hồi phục một thì nó sẽ xuất hiện cái trạng thái bây giờ là phiên bùng nổ theo đà các bạn nha Ok thì lúc này là thị trường những nhà đầu tư đánh sống á, đánh theo kỹ thuật các bạn hãy nên quan sát những cái yếu tố này diễn ra trong bối cảnh vào tuần sau. Ok nha. Rồi, à phiên ngày hôm nay thì rõ ràng thị trường có khoảng 348 mã giảm và giờ yeah. và sau đó là giờ cái cái số lượng mã tăng nó là bao nhiêu các bạn ạ? À? 137 mã tăng, thật ra vẫn có sự xanh xanh giảm đang xen đó. À? Nhưng mà rõ ràng ngày hôm nay thì nó lại giảm nhiều hơn. Và giờ bán như là À, lại ba ví dụ như SHB, Vic, Nova, Novaland, Đất Xanh, CTG, MBB, DIG các bạn. À, rồi TCH rồi SSA, VVBank các bạn. Những cổ phiếu này nó giảm nó giảm trên 3 đến 5% các bạn nha. Rồi bên cạnh đó nó cũng có những cái cổ phiếu mà nó tăng trở lại ví dụ liên việt BOSBAN SCC nhóm bất động sản khu công nghiệp. Có những cổ phiếu là giờ à? nó tím trần nữa, cũng có những cổ phiếu là giờ À, như là Dabeco, Masan cũng có những thời điểm nó tạo ra như một cái cụm nến các bạn gần như nó xuất hiện tình trạng là giờ nỗ lực đảo chiều cây thứ nhất cây thứ hai các bạn nào đó các bạn chú ý trong giai đoạn sắp tới nha nó sẽ xuất hiện những cái cụm nến đảo chiều như thế này ok thì nó sẽ uy tín hơn các bạn và nó sẽ tạo ra một đến ba phiên để nó tạo ra một cái cụm nến đảo chiều lại cái xu hướng và đang điều chỉnh nha ok à, tác động viên thì các bạn thấy là ngày hôm qua các bạn tự doanh mua rồng gần như là 1.400 tỷ nha 1.400 tỷ chẳng qua là ngày hôm nay thì nước ngoài bán rồng thật sự nha con số tự doanh thì người ta mua rồng trong mấy phiên đổ lại đây các bạn nè à. từ cái phiên ngày 11, 12, 13, 14, 15 các bạn ạ, à. ok đó rồi à, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích bên trong à, à, những cái cổ phiếu ngày hôm nay từng nhóm ngành một các bạn thấy nào? à, đầu tiên là ví dụ như nhóm gì như à? nhóm chứng khoán nè à? nhóm ngân hàng nè các bạn STB các bạn, STB thật sự lúc này nó cũng không còn giảm bao nhiêu nữa hả? Vì thật sự cái đà giảm nó là bị nó volume nó thấp rồi mà, nó giống như là bị kiệt thanh khoản rồi. Bây giờ chẳng qua nó sẽ tạo sự cân bằng thôi. À, Vì à, à, những cổ phiếu mà lớn nhất trong ngày hôm nay của nhóm ngân hàng mà bị giảm trở lại như là MBB các bạn, tức là nó giảm trở lại cái biên hộp chỗ này này ha, tức là nó vẫn chưa chịu tăng lên và nó vẫn giờ vẫn test trở lại cái đáy này một lần nữa hả? thì để xem cái cú tết đấy này nó có thành công hay không hoặc là nó tết nó thủng qua tí xíu nó về lại vùng giá khoảng hai chấm rồi nó lại rút lên các bạn ạ à. ok à. đối với quan điểm của mình thì thật sự giờ à? những lúc này các bạn những cái cơ hội mà mọi người muốn mua mà mọi người muốn mua một phần các bạn các bạn cứ mua rải ra chứ không sau này các bạn, nó lên trên tút trên này rồi lại đu vào thì lại không phải hả ok hôm qua thật sự nó kéo nhưng hôm nay nó trả điểm lại hoàn toàn đó là cái giai đoạn mà thị trường ở những cái vùng nó cần có sự rung lấp để nó tạo ra một cái cúi giờ hoảng loạn sâu cùng để sau đó nó rút chân lên tạo thành một cái pha giờ à, hồi phục một các bạn nha ok techcombank cũng tương tự như vậy nhưng mà ngày hôm nay các bạn thanh khoản nó quá bé ha đó đó nhìn, nhìn cổ phiếu nó cũng khá là ổn Như shb các bạn thấy mà nó nó kéo cái, cái phiên mà khi có tin tức là giờ à? à, rất là tích cực thậm chí là tím trần nhưng cuối phiên hai phiên sau đó, nó trả lại hoàn toàn đó là cái chuyện diễn ra rất là bình thường thậm chí ha Bây giờ nó đạp trở lại về nền rồi. các bạn là những nhà đầu tư không mua được những cây trước đâu gì nông nóng cơ. Nhưng mà những cái vùng này thể là gì Có lực cầu. À, CTG ngày hôm nay thì nó bán hơi xấu một tí xíu bạn. Các tết trở lại hoàn toàn luôn và rõ ràng cái vùng mà 32.7 thì mình thấy không? À, nó vẫn 32.7, 33 là cái vùng hỗ trợ và cái vùng giờ à, có thể giải ngân. Đối với những nhà đầu tư là giờ chưa mua bất cứ lúc nào á, à, có thể là gom dần các bạn vì ít nhất đây là những cổ phiếu mà nó có được cái dòng tiền mạnh và nó khỏe các bạn ạ à, thủng thì nó cũng chưa có thủng lắm có nhiều nhiều các bạn nhiều khi nó nó test xong cái này nó lại rút chân lên rất là nhanh các bạn nha à, bidv rồi à, SSB, rồi à, tiên tiên phong ban hd ban gần như là gì à? msb việt công ban các bạn nè đó rồi ibb nói chung là những cổ phiếu này ha cái thanh khoản nó không quá cao như à, chỉ có những cổ phiếu mà nó tăng quá mạnh hoặc là nó về nó nóng nó rác á nhưng mà bb các bạn nè nó đào thải nhà đầu tư hoặc là techcombank ctg các bạn ạ thì nó là gì? nó có dòng tiền vì sao vì người ta đu bán cổ phiếu này rất là nhiều và rõ ràng là người ta có một cái sự quan tâm rất là nhiều ở nó cho nên những cổ phiếu nào được quan tâm nhiều trong bối cảnh hiện tại các bạn thì nó mới có hiện tượng gì? rung lắc rất là mạnh trong phiên các bạn nha ok thì cơ hội thì các bạn hãy chú ý những cổ phiếu giờ hoặc là thậm chí ngày hôm nay vip các bạn ạ chia cái câu chuyện chi cổ tức các bạn ha thì rõ ràng là về những cái vùng giá này nó test chỉnh thì nó lại là những cái vùng mua chứ không phải là vùng bán mọi người ạ <laughs> ok không ạ rồi à, bất động sản thì ngày hôm nay các bạn th... à, xin lỗi mọi người chứng khoán nè chứng khoán thì à, 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 gần nhất là CTS các bạn nha là cổ phiếu vượt đỉnh rất là khỏe trong ngày hôm qua nhưng mà ngày hôm nay nó lại bị bán trở lại ha bị áp lực thì rõ ràng là trong bối cảnh này á mua mua cao thật sự khó nhưng nếu trường hợp nó về lại trở lại những cái vùng thấp như thế này á các bạn ít nhất là quanh quanh những vùng giá 36x37 các bạn thì nó lại là cái vùng cơ hội cho nhà đầu tư và lưu ý nha sau một chặng đường tăng giá những cái cú mà đạp trở lại đường EMA 50 đầu tiên các bạn ạ là các bạn nên mua cho mình đừng có sợ thật sự luôn tại vì sợ sợ trên này mới sợ nhưng mà về lại những cái vùng mà chỉnh lần đầu tiên các bạn các bạn nên giải ra ngân ra mua không được 50 phần trăm cũng được 30 cho mình hả Nhưng mà mình thấy đây lại là những cái cơ hội mà không có gì xấu cả hả không gì xấu cả xấu là chẳng qua là đu đu giá cao mới gọi là xấu còn những nhà đầu tư mà người ta giờ bình tĩnh người ta gom thì nó lại khác mà hoặc là mbs mà là ok mbs đó, à, có lẽ là giờ à, nó đang thật sự mbs cũng là mình khó nghĩ và mình thấy rồi nếu trường hợp nó về lại vùng giá khoảng 26 thì nó là về hết nước chấm các bạn ạ hết nước chấm nha à, vì sao à? vì nó lại rơi vào cái vùng mua tức là cái vùng vượt đỉnh 25 và trong một cái phạm vi khoảng 5% so với vùng giá đó là bắt đầu nếu mà trường hợp là lại một lần như vậy nó đạp thêm một cú nữa ha thì mình sẽ mua đủ luôn cổ phiếu này ha là xong ok mình vẫn thấy đây là những cổ phiếu thật sự nó rất là mạnh mà nó đã vượt đỉnh rồi sau đó giờ nó test trở lại cái vùng đỉnh là bình thường các bạn đây là những cổ phiếu rất là khỏe trong một cái dạng nhà tăng lên bật vượt đỉnh test ngược trở lại đỉnh nào thì nó trở lại một cái đoạn hỗ trợ trước nó các bạn ạ à, chứ không phải là lên 30 mấy rồi 31 Rồi chúng ta nhào vô chúng ta mua thì lúc đó mới là khó thôi các bạn ạ à. nhưng mà về là những vùng này cứ rải gom lên dần các bạn à. 10 20 50 30 phần trăm 50 phần trăm các bạn à. là nó sẽ ổn nha chứ không khi mà nó giật lên nó nó chạy rất là khỏe luôn đúng không ngày hôm nay thì có cái là nó chưa lấy lại cái tín hiệu đường em 50 các bạn nó bị thủng ra thì nó mà trường hợp thủng này xấu lắm thì nó lại test trở lại cái gì à? cái nền quanh vùng giá khoảng 26 ha tức là dao động khoảng À, hai giá ok mà và mình cũng không biết là lúc này ở đây nó lại giờ à? À, rút chân lên trở lại nhanh hay không à, thật ra ngày hôm qua các bạn à? cái tín hiệu nó khá là đẹp bởi vì nó tạo ra một cái cây nến búa à? nó tạo ra một cái cây nến búa đảo chiều à? nhưng mà ngày hôm nay giờ do cái áp lực vào cuối phiên bị bán quá mạnh các bạn à? chứ không thật sự là giờ nó lại giờ rất là khỏe và ngày hôm qua mình thấy là giờ nhiều khi nó sẽ còn đi ra một cái nền giá giống như một cái hình gì ạ à? tạo ra chữ W như thế này nha và mình vẫn kỳ vọng đây là những cổ phiếu các bạn nên gom mua cho giai đoạn sắp tới ổn nha AGR à, cũng tương tự nè mọi người nè đây ngày trước nó về nó vượt vùng đỉnh 19.6 à. mê đúng không mê mẫn luôn bây giờ nó tết trở lại là cơ hội mọi người đang mua chứ không phải là đang bán đúng không ạ à, thật sự luôn đứng góc độ mình là người mua ha BDS cũng tương tự như vậy nè đây là những cổ phiếu các bạn có thể là theo dõi mua cho tuần sau rồi các bạn đừng quên là nhớ bấm cho thấy một nút like thả tim video mọi người nha và ai chưa đăng ký đăng bật nút đăng, đăng ký và chia sẻ video cho người thân bạn bè của mọi người và trong ngày hôm nay mình vẫn chia sẻ cho mọi người rất là ung dung tự tại hả vẫn gồm đây là những cổ phiếu rất là đẹp và chúng ta đã theo dõi từ cách đây khoảng rất là lâu các bạn ạ từ cái tháng 2 các bạn bây giờ khoảng 2 tháng rồi nó quay trở lại thật sự quá đẹp ha rồi sau đó mới chú ý tới những cổ phiếu như là giờ à? à, vĩ nè rồi à, đó, vì bây giờ nó test ở lại đường MA200 thì thật sự còn gì nữa đâu mà những nhà đầu tư muốn mua thì hãy nên bắt đầu gom dần mua dần đấy các bạn. Đặc biệt ví dụ như lúc trước mình cho mọi người ha. Mua khoảng 30% ở trên những vùng giá này. Bây giờ nó đạp trở lại thật sự những nhà đầu tư đang cầm hàng này chưa bán cơ cấu của những cổ phiếu mạnh trong cái nhóm này ấy, thì các bạn mua thêm 20 đến 30% nữa rất là bình thường vì chúng ta chia lệnh ra ba lần các bạn. Chứ phải là lúc một phát trên này là không được. Mình lại thấy cơ hội các bạn nha. Ok và khi mà nó phản ứng ra chỗ này nè thì nó thường xuyên các bạn. À, trước đó là một cái cây nến có một cái trạng thái như là rút chân volume to các bạn Thì thường đấy các bạn, nó sẽ cố gắng nỗ lực tạo sự cân bằng và giờ à, dạ, gần như volume to cao trào bán thì nó dễ tạo đáy các bạn nha những nhà đầu tư là chưa mua có vị thế, muốn có vị thế thì các bạn nên mua dần đi chứ không là giờ dạ, khi nó kéo lên lại thì rất là khó để mọi người muốn mua ha. À, VCI là cuối cùng nó đạp trở lại về nền đâu nhưng mà cổ phiếu này thì mình lại ưu tiên sâu những cổ phiếu mà nó vượt đỉnh như là MBS, CTS, AGR, VDS đó. Rồi, nhưng mà còn những cổ phiếu này thật ra các bạn. Vol bán nó không có to về là những vùng hỗ trợ ở trên à. Đúng không? FTS rồi CTS, AGR, BSA, VDS các bạn nào đó. Bất động sản. Bất động sản thì các bạn thấy công nhận không? TCH nè. Đợt trước á mọi người Đúng mua từ vùng những vùng dân sống bây giờ đâu có lỗ lãi đâu, các cứ cầm thôi, chấp nhận là mất lãi một tí xíu nhưng mà ngược lại là mọi người giờ có vị thế cổ phiếu khỏe và nó không chỉnh bao nhiêu các bạn. Giỏi lắm thật sự nó chỉnh lại vùng giá khoảng 15.1, 14.8 thì lúc đó các bạn nhớ nên mua. Hoặc là BRR á, mình vẫn đang về tham thăm chiến lại ông này. Trong khi nó về lại vùng giá khoảng 33 mấy thì mọi người hỏi mua quyết liệt nhưng, nhưng mà bây giờ nó tết là những cái đàn giá thấp như thế này thật sự không mua là quá uổng. Thật sự mọi người ạ nó tết trở là những vùng hỗ trợ thật sự không mua là quá uống, mà bên cạnh đó nha giờ dạ, đích nha, lúc đó là đa phần lên trên này mọi người đã hỏi mua quá trời luôn bây giờ nó tết trở lại những vùng hỗ trợ cực kỳ đẹp những cái nền giá nó vừa thoát ra à, ví dụ như hả đây thì làm sao mà mọi người bỏ lỡ những cổ phiếu như vậy được nếu trường hợp mọi người đánh mà trước đó mọi người muốn mua bây giờ nó về lại những vùng giá mọi người cực kỳ thêm mua thì mình thấy mọi người nên giải ra mọi người mua thì nó sẽ hay hơn các bạn ạ nên giải ra ha 30 mỗi một lệnh đánh 30 30 phần trăm 30 gom dần gom dần thì nó sẽ cực kỳ ok nha và trong lúc này trong nhóm này ví dụ như là Nova Lăng hoặc là đất xanh các bạn nè là những cổ phiếu mà giờ không nghĩ là nó giờ bị à, trong cái nền tảng này nó bật tăng lên lúc trước mình nghĩ nha đây là những cổ phiếu nó sẽ bật tăng sâu TCH phát đặt group hoặc là đích các bạn hoặc là nam long gấp nha nhưng mà do bối cảnh thị trường nó giảm chung thật sự cái yếu tố này chúng ta không thể nào biết trước được và nếu mà trường hợp nó giảm chung thế này thì thật sự đừng có bao giờ ấy mà chấp nhận luôn chuyển tông luôn mà chấp nhận bởi vì những cổ phiếu mạnh kia Đích các bạn là nó cũng giảm 17% mấy phần trăm hoặc là phát đạt rất cũng giảm nhưng mà nếu trường hợp nó tăng trở lại thì những ông này sẽ là những cổ phiếu tăng mạnh đầu tiên cho nên các anh chị cố gắng ha ở đây sẽ là những cái cơ hội chứ không phải là rủi ro đâu cho nên mọi người chuyển tàu cơ cấu cho nó khỏe bạch tuộc cũng đang có hiện những hiện tượng siết chặt trở lại và sau giai đoạn nó siết chặt các bạn, thì nó bùng lên rất là ổn ha và thường các bạn nó tăng hoa lên khoảng hai cây thì lúc đó mọi người sẽ quên hết trơn ha? à ha thép thép thì giai đoạn này thật sự là giờ như hòa phát nếu đối với quan điểm của mình nha những nhà đầu tư rải ra mua các bạn không đu lên những vùng giá ba x ít nữa nhưng mà về lại vùng giá này hoặc là thậm chí nó đạp trở lại vùng nền này các bạn ạ là ít mọi người mua thật sự luôn nam kim à, trong nhóm này thật sự mình chỉ chú ý là lúc này các bạn là cổ phiếu của giờ vgs thôi hoặc là à, nam kim nhưng mà mình chọn vgs nếu trường hợp trong những giai đoạn sâu mà nó đạp mạnh lại đúng không nó test chỉnh nó lại à. về lại vùng này này thì các bạn mua các bạn nào đúng không về lại những cái nền giá dưới thấp này các bạn nào đó chứ mà là lên túc trên này ha đây là một trong những cổ phiếu nó khỏe nó vượt đỉnh ha thì các bạn nên à, chắc lọc ra ok dầu khí thì mình lại không có đánh nhưng mà các bạn thấy mà nó đánh những cái vùng giá này á gọi là về lại vùng hỗ trợ ở trên rồi nó khó thủng sâu nữa lắm À, BVS các bạn ạ, à, nó lại về là những vùng giá mà thật sự những nhà đầu tư muốn mua là mua được luôn á. Vậy là đường EMA hỗ trợ các bạn ạ, à, EMA 50. Đúng không ạ? À, BSR, BVS nè, hoặc là BVD các bạn thấy ghê không? Đánh vượt đỉnh sau đó Tết nền giảm mười mấy phần trăm, đây là cái sự vận động chung của thị trường chứ không gì hay ho mà. Thật sự luôn. Và khi nó giảm nhanh như vậy thì thật ra các bạn hãy nên chọn những cái nhóm ngành mà thật sự là giờ các bạn hiểu rõ, các bạn muốn mua đầu tư khoảng giờ hai à, một quý đến hai quý sau thì bảo đảm các bạn sẽ chiến thắng nha ok đừng lo về viên giảm lúc này rồi nhưng mọi người đừng quên là nhớ bấm cho thêm một nút like thả tim video nha và trong lúc viết mình sẽ cập nhật rất là cụ thể những cái điểm mua và rõ ràng ngay cả bản thân mình trong ngày hôm nay mình vẫn nhắc cho mọi người là mua thêm các bạn mình không bán mình mua thêm bất động sản công nghiệp ngày hôm nay thật sự có những tín hiệu như SSC các bạn nào nó tạo ra một cái cụm nến đây hai cái nến này là hai cái này, mẫu nến đảo chiều các bạn nào đó và volume ngày hôm nay khá là thì trong những cái phiên sau mình đó, mình nghĩ là giờ cái cây nến ngày hôm nay của một số cổ phiếu là nó tiếp tục duy trì một cái cây thứ hai các bạn để nó tạo trạng thái giờ hồi phục nha thì rõ ràng đây là một cái cổ phiếu trong một cái nhóm ngành đang nỗ lực cân bằng sớm hơn thị trường nè đó à, nhớ các bạn nè rồi giờ dạ, ngày hôm nay ví dụ như là VGC cũng có thời điểm gì đó, nó tăng lên nhưng mà các bạn thấy không ạ đây về lại đường EMA 200 ngày các bạn thì đây thật sự nó không còn là cái vùng bán nữa rồi mà cái là cái vùng mua cho mọi người chứ không phải là lên tút trên này mọi người hỏi mua vì dưới này mọi người hỏi bán thật sự rất là khó để mọi người đầu tư thành công nha thì đối với quan điểm của mình là như vậy và bây giờ nó có hai cái cây nến là giờ vẫn đang giữ trong một trạng thái là à, cân bằng các bạn nè nó không thủng qua cái giá thấp nhất là ổn á thì các bạn hãy tìm ra những dạng mẫu hình như vậy ha rồi giờ D2D rồi tiếp rồi uh, ship nè các bạn đó cây tăng rút chân rồi sau đó thì giờ nó vẫn đang giữ được cái vùng giá cao như như vậy á thì cổ phiếu nhóm này cũng đang ổn rồi nha nhóm bất động sản công nghiệp ngày hôm nay cũng có những tín hiệu khá là tích cực ha ít nhất là tích cực hơn về cái trạng thái của mẫu hình trạng thái của hai cái cụm nến, một cái cụm nến hai cây hoặc là ba cây các bạn ạ đầu tư công thật sự đầu tư công lúc này nó không khỏe như những cổ phiếu khác thì cho nên các bạn giờ chấp nhận các bạn giờ bán để các bạn cơ cấu qua những cái nhóm ngành như là giờ chứng khoán còn không á nếu các bạn giờ xác nhận mà đánh lâu dài thì các bạn phải chấp nhận là giờ những cổ phiếu này nè nó không còn giảm nhiều nữa đâu vì volume nó quá thấp rồi các bạn VCG ha. nó không còn khả năng là giảm mạnh nữa vì volume ngày cạn kiệt rồi kiệt quệ rồi không mà còn ai muốn bán nữa ngay cả những con hút rồi nó lại kéo lên nữa các bạn nè ha cho nên ít nhất lúc này là cái tầm nhìn của mọi người có thì mọi người sẽ thắng ngay cả như thủy sản cũng vậy ha volume nó bán cạn kiệt rồi nhưng mà về là những vùng này là cái vùng mua nè trước đó là mọi người đua 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 bây giờ về là vùng mua chứ không phải là vùng bán ha cho nên mình thấy à khi mình nhìn lại hết tất cả những cái đồ thị này thì đó lại là cái cơ hội. Volume ngày hôm nay nó không còn quá mặn mà đâu bạn. Tức là giờ thể hiện cái sự sự khánh kiệt về 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 cái volume các bạn. Và thông thường khi một cái cổ phiếu muốn tạo đáy thì thường nó sẽ tạo ra một cái trạng thái dạ đi ngang tích lũy và cái cái volume nó nó sẽ cạn kiệt dần nha Ok còn những cổ phiếu mà càng volume càng to thì thật sự giờ nó còn đấu tranh và nó cái giá nó vận động 3 năm phần trăm liên tục các bạn ạ ok ừ. rồi thì các bạn hãy chú ý những cái dạng cổ phiếu như vậy ha à, đầu tiên là giờ nhóm ngân hàng rồi giờ chứng khoán bất động sản thép các bạn rồi giờ mới tới bất động sản khu công nghiệp thì đó là những cái nhóm ngành ngày hôm nay nó cũng đang nỗ lực ha còn à, dầu khí mình cũng thấy nó có những cái vùng mua đẹp trước đây mọi người mua xấu nhưng bây giờ trước đây mọi người giờ nó hưng phấn mọi người không nên đuổi đuổi giá nhưng mà lúc này thật sự đó lại là cái cơ hội hết và những cổ phiếu nó bắt đầu nó giảm khoảng mười mấy phần trăm hai chục phần trăm rồi thì rõ ràng nó là cái cơ hội để mọi người bắt đầu mua trở lại ha và thường thường các bạn nó sẽ đi lại rất là nhanh chứ không phải lúc này về đây còn hù dọa nhau rồi bán xong rồi không biết làm sao đầu tư nữa mà ha và rõ ràng tùy vào quan điểm của mỗi người nhưng mà góc nhìn của Thái thì đây lại là cái cơ hội và à, cái giờ à, nếu mà thị trường nó có một cái pha đạp mạnh một lần nữa và nó rút chân với khối lượng hơn 1 tỷ cổ phiếu tỷ hai các bạn ạ. Thì phiên đó gần như sẽ tạo đáy luôn ha. Còn quanh đây về chỉ số chung nó còn lình lình là ngàn các bạn. Ha. Rồi, những cổ phiếu mà mạnh nhất thì mình có chia sẻ cho mọi người lúc này tập trung vào những cổ phiếu đã vượt đỉnh và test trở lại vùng đỉnh và nó có cái câu chuyện góc nhìn tích cực các bạn ạ. Ví dụ như là giờ nhóm chứng khoán CTS này, MBS này các bạn này có thể là canh mua được nha. Rồi giờ, VDS, AGR đều là vùng giá tích cực nha. Rồi chứng khoán bất động sản BDR, Dig, TSH ba cổ phiếu này thôi. Đợt trước các bạn nó mà Nam Long Group, này, các bạn nào rồi Khang Điền thao nữa, đúng không? đều là những cổ phiếu Tết trở lại những vùng giá quá đẹp rồi. Bây giờ nếu trường hợp nhà đầu tư chưa mua thì có thể là bây giờ gom được rồi. Đừng sợ. Đối với quan điểm của mình là gom nha, gom mua cho mình. Đừng có sợ bởi vì giờ nó chỉ cần giật một cây, hai cây là nó lấy lên rất là nhanh và lúc đó mọi người sẽ không mua được, không mua kịp các bạn. À, và cái gì không có thể nào mà nó giờ yeah, nó một con số cụ thể chính xác trăm phần trăm được ha nhưng mà các bạn có quyền mua rải ra nó sẽ ổn hơn không có một cái thời điểm nào mà nó giờ yeah, nó bơ phịch một trăm phần trăm được các bạn đó là góc nhìn của mình còn những ông mà thật sự còn những nhà đầu tư mà muốn đánh theo cái trường phái kỹ thuật đó, ok đứng yên ngồi ở ngoài chờ nó có phiên hồi phục một phiên hai phiên ba rồi bùng nổ thâu đà các bạn à, mua sâu giá rất cao hơn nhưng mà các bạn an toàn cái các bạn vô sâu ha à, thì đó là góc nhìn rất là rõ ràng về thị trường ok À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình nhận định thị trường vào ngày mai. À, chúc mọi người có một cái ngày nghỉ lễ vui vẻ và sau đó quay trở lại thị trường và tiếp tục hành động bây giờ. À, chúng ta sẽ đón cái cái trạng thái mà thị trường nó sẽ cân bằng và nó đi lên trở lại nha. Bye bye mọi người nha.